Thế nào gọi là công phu? Không bị ngoại cảnh quấy nhiễu gọi là công phu. Khi ngoại cảnh có mặt, phản ứng quấy nhiễu là gì? Hỷ nộ ai lạc ái ác dục, đấy là phản ứng. Ta bị nó quấy nhiễu. Khi cảnh giới này hiện ra, ta yêu thích là bị quấy nhiễu. Tâm giống như nước, như bất động, làm sao lại bị gợn sóng? Vì đã yêu thích hoặc ghét bỏ nó, lại bị nó quấy nhiễu. Hỷ nộ ai lạc được gọi là thất tình. Nghĩa là khi ta bị quấy nhiễu, chắc chắn nổi lên tác dụng của bảy loại này. Hỷ nộ ai là bi ai, yêu thương nó, đau lòng. Lạc, cảm thấy vui thích, hoặc lo lắng, lo nghĩ. Hỷ nộ ai lạc ái ác dục, chỉ cần nổi lên những phản ứng đó, liền chấp trước thủ tướng. Đây là hiện tượng gì? Đây là dấu hiệu của lục đạo. Bởi thì có thức tình ngũ dục, ta sẽ không ra được luân hồi lục đạo. Giảng sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong giây phút cuối cùng, sát na niệm Phật để giảng sinh đó, không có thức tình ngũ dục, thật sự được giảng sanh. Nếu vào giây phút đó tuy tâm cũng niệm Phật nhưng vẫn còn vướng bận, quý vị đi không dứt. Người niệm Phật không thể không hiểu điều này. Mục tiêu duy nhất của người niệm Phật chúng ta là mong cầu giảng sinh. Bây giờ với tất cả các tướng, chúng ta phải làm nhạt nó. Vấn đề này rất quan trọng, nghĩa là với chấp trước thủ tướng càng lúc càng nhạt. Khi đi chúng ta mới thật sự buông bỏ. Nếu với tất cả các tướng vẫn còn quyến luyến, đến lúc gần mất, Phật không thể đến. Tại sao? Tình chấp quá nặng. Tình chấp là chướng ngại. Đoạn được tình chấp mới cảm ứng được với Phật. Bởi khi Phật đến tiếp dẫn, nhất niệm đó là tâm thanh tịnh ta sẽ giảng sanh. Nếu tâm nhất niệm đó ô nhiễm sẽ đi không được. Đây chính là người niệm Phật nhiều, người giảng sinh rất ít. Không có chướng ngại, sẽ đi một cách tự tại. Công phu rèn luyện của họ đã thành thục. Có nghĩa là họ thật sự buông bỏ. Ở trước tôi đã nói với quý vị, đó là ở San Francisco, phu nhân ông Cam nói với tôi, chồng của bà là Cam Lệ Sơn, là một danh tướng thời kháng chiến. Tôi biết ông đã từng lãnh đạo quân đội. Khi mất được truy tặng khượng tướng,
Người vợ về già sống ở San Francisco. Bà nói với tôi, bạn của bà, đó là một bà lão niệm Phật, giảng sinh tự tại, ngồi mà giảng sinh. Những đồ tang, con cái, dâu rể, cháu chắc, bà tự may. Nghĩa là bà đã lo xong hậu sự, lo chu tất, để con cái của bà không phải lo nghĩ. Ở nước ngoài, bà không cho ai hay. Khi nào đi cũng không biết. Sáng hôm sau mới phát hiện bà đã đi. Thật sự buông bỏ. Bà đã thấy chư tướng không phải tướng, không còn một chút tình chấp. Quý vị xem, chuẩn bị chu đáo mọi thứ hậu sự, chuẩn bị rất chu đáo. Rất cô đơn khi ở Mỹ. Điều này những người đã sống ở Mỹ hiểu rất rõ. Những người trẻ tuổi đều đi làm, người già ở nhà, có trẻ con phải giữ, đứa lớn thì mang gửi trẻ, đưa đi học. Người già ở nhà một mình, ở nhà một mình tốt nhất là niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, không ai làm phiền. Nếu người già thấy quá tẻ nhạt, quá đơn điệu, vậy không còn cách nào. Người già từ tâm học Phật, đấy là nhân duyên thù thắng nhất để cầu vãng sinh. Con cái đưa họ đến Mỹ để trông nom nhà cửa, tất nhiên có dụng ý của họ. Ở Mỹ rất khó tìm người giúp gì. Mẹ già đến Mỹ là để làm công. Bà cụ có trí tuệ, đây là cơ duyên tốt nhất để niệm Phật. Đây chính là sự hiếu thuận chân chính nhất của con cháu. Nhưng con cái không nghĩ như thế. Bà thành tựu, bà thật sự giảng sinh. Bởi thì bình thường nên buông bỏ. Bình thường không buông bỏ, lúc gần mất rất khó. Thời khắc lâm chung là lúc tử biệt sinh ly. Đây là việc cực kỳ đau khổ. Nỗi thống khổ y sẽ đưa vào tam ác đạo. Không có phần trong thế giới cực lạc. Vậy thì nhất định phải hiểu được, trong lục đạo không có gì là thật. Giữa người với người nhất định được xem là gì? Tất cả chúng sinh vốn là Phật, mọi người là Phật. Bây giờ trở thành thế này là do gì? Do nghiệp báo. Nghiệp mỗi người không giống nhau. Khi ý niệm chúng ta thay đổi, vấn đề sẽ được giải quyết. Tâm bình đẳng quá mặt, toàn là Phật. Bạn chịu khổ một tí, nghiệp chướng của bạn nặng. Họ sống thoải mái hơn, nghiệp chướng họ nhẹ. Họ tu thiện, bạn tạo nghiệp. Tất cả đều là Phật, mọi người bình đẳng. Tất cả mọi người đều là Phật. Quán được như thế mới hiểu được nghĩa lý trong kinh Kim Cang, mới học được những gì trong kinh Kim Cang.
khiến nó khởi tác dụng trong sinh hoạt đời thường. Những chân tướng sự thật này, nói chung nếu được làm rõ, đưa ra ánh sáng, sẽ thật sự cứu bản thân, khiến bản thân ngay trong đời này. Như lời tiên sinh Phương Đông Mỹ, sự hưởng thụ cao nhất của đời người, nói cách khác là hạnh phúc viên mãn cao nhất của đời người. Khi tôi còn trẻ, chưa hiểu những lời dạy cao thâm của Thánh Hiền Phật Pháp, nhưng tin thầy giáo, không một chút hoài nghi thầy giáo, bởi thì hoàn toàn tiếp nhận những lời giáo huấn của thầy, y giáo phụng hành tất cả. Thực hành được 60 năm, tôi bắt đầu học từ năm 26 tuổi, đến nay vừa tròn 60 năm, thực hiện tất cả những lời dạy của thầy. Tôi cảm ơn thầy giáo. Trong đời này còn có thể, ngay trong đời này, vẫn hưởng thụ những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời, hoan hỷ. Nếu tôi hoài nghi những lời của thầy, không hoàn toàn tiếp nhận, tiếp nhận một ít, phần lớn hoài nghi, đời này sẽ không như thế này, sẽ sống khổ sống sợ, lại còn mang tật bệnh. Rất mừng khi còn bé, bố mẹ đã dạy tôn sư trọng đạo. Song thân đã dạy tôi điều đó. Suốt đời chúng tôi tôn sư trọng đạo, nghe những lời giáo huấn của thầy, đời này đã được thoải mái, được hưởng thụ. Đôi lúc duyên chưa chín mùi khi giúp người khác, đấy chính là việc của họ. Tâm niệm giúp đỡ của chúng tôi là thật, không phải đãi bôi. Với chúng tôi, vấn đề này không cần phải tốn nhiều công sức như thế, công đức cũng đã viên mãn. Điều này được Kinh Lăng Nghiêm nói, phát ý đã thành, công đức tròn đầy. Tôi thật sự phát tâm, không phải không làm, chưa có duyên làm, duyên chưa chín mùi, bởi thì công đức tròn đầy. Nếu duyên đã chín mùi, bản thân vẫn còn lo nghĩ, vẫn quyết tâm hết sức để làm. Duyên không chín mùi, công đức tròn đầy, không cần lo nghĩ, không ra sức. Sao không phải là chuyện tốt? Đó là chuyện rất tốt. Thế gian có chuyện nào tốt hơn? Chúng ta đã hưởng được. Với tôi 60 năm nay, mỗi năm đều nâng cảnh giới của mình lên, đây là niềm vui rất lớn. Như lời Khổng Tử nói, học rồi thực hành, đấy không phải vui sao? Giáo lý Đại Thừa nói, phát hỷ sung mãn, luôn sinh tâm hoan hỷ, an vui vô cùng. Rất nhiều người gặp tôi đều biết tôi mỗi ngày đều phấn chấn hoan hỷ. Thầy hoan hỷ những gì? Hoan hỷ là bởi mỗi ngày phiền não được giảm đi,
trí tuệ dần tăng lên, làm sao không hoan hỷ? Thật sự biết được đạo lớn của thánh hiền, Phật Bồ Tát là tự tánh mà có gì hi hữu chăng? Rất bình thường, tôi cũng có, anh cũng có, chỉ vì anh mê thất tự tánh, mê mờ đem trí tuệ làm phiền não. Biến đức tướng thành nghiệp chướng. Biến pháp thân của ta thành nhục thân. Biến môi trường sống của ta vốn là pháp giới nhất chân, môi trường mỹ mãn thù thắng vô lượng, trở thành tam đồ lục đạo. Ý niệm của chúng ta chuyển là có thể phục hồi, không còn làm những chuyện ngu ngốc nữa. Nếu trong kinh giáo Đại Thừa họ hiểu sai, làm sai, cho rằng ngã pháp đều không, ngã pháp thật sự đều không, nhưng thế nào? Làm nhiều ác pháp, họ làm đủ sát đạo dâm vọng. Tại sao? Giảng pháp giai không, nhân quả cũng không, làm theo bản năng, muốn gì làm đó. Loại này là giống ngục xiển đề. Xiển đề là không có thiện căn, ngục là địa ngục. Nơi họ đến trong tương lai là địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián. Loại người này gọi là phá bỏ nhân quả. Thiện pháp ác pháp đều là không, bất khả đắc, thật sự không nắm giữ. Nhưng ta xem pháp thân Bồ Tát dẫn đoạn ác tu thiện. Tại sao? Đoạn ác là tiêu trừ nghiệp chướng. Khi chưa giác ngộ, tạo bao nhiêu nghiệp trong thời quá khứ, cần tiêu trừ chăng? Biết làm thiện, hành thiện là chuyện tốt, là công đức thành tựu. Hành thiện đoạn ác, nhưng không dính tướng phân biệt, đều là công đức. Nếu lúc ta không làm, công đức sẽ không còn. Phật A-di-đà xây dựng thế giới cực lạc phương Tây vẫn còn dùng năm kiếp tu hành. Tu gì trong năm kiếp? Không phải đoạn ác tu thiện ư? Dùng công đức đó để thành tựu, thành tựu thế giới cực lạc. Nếu Ngài không có công đức đó, thế giới cực lạc từ đâu mà có? Mọi người phải hiểu được vấn đề này. Công đức đoạn ác tu thiện cuối cùng từ đâu mà có? Trên thực tế, phần mình rất ít, phần lớn là từ chúng sinh. Rất nhiều chúng sinh nhìn thấy quý vị là tấm gương của mọi người, điển hình của mọi người. Mọi người học theo quý vị, người học theo càng đông, công đức ta càng lớn. Thời gian học càng dài, công đức ta càng bền lâu. Từ đấy mà có. Chúng ta cứ nghĩ công đức Phật Thích Ca Mâu Ni lớn như thế,
cách chúng ta, theo cách nói của người Trung Quốc, là 3038 năm. Để lại từng đó kim điển lưu hành khắp thế giới. Bao nhiêu người đã học tập, những thứ đó đã làm nên công đức của Ngài. Thời gian dài như thế, bao nhiêu người học tập như thế đều nhận được lợi ích, đều là công đức của Ngài. Bây giờ chúng ta mới hiểu được việc nào tốt, chuyện nào xấu. Là những hành vi xấu, ý niệm không tốt. Hai câu ở đây nói rất hay, cho rằng ngã pháp đều không, làm càng chuyện xấu. Đây là tấm gương xấu. Quý vị có sức ảnh hưởng khi đang ở thế gian, hoặc giàu có, hoặc sang trọng, hoặc một giáo thọ có tiếng, hoặc như ngày nay thường nói những ngôi sao nổi tiếng, nhiều người học theo. Nếu quý vị làm tấm gương xấu, mọi người học theo, học những điều xấu, quý vị đọa vào địa ngục A Tỳ. Người học càng nhiều, thời gian học theo càng dài, tội quý vị càng nặng. Nếu như làm những việc tốt, tấm gương tốt, người học quý vị nhiều, thời gian học dài, quý vị sẽ được hưởng phước trời, phước báo lớn, thời gian càng dài. Bởi thì phải luôn luôn biết rằng chúng ta có sức ảnh hưởng bao nhiêu. Ảnh hưởng của ta là chính diện hay phản diện, quan hệ này rất lớn, không thể không biết.